nó xuống nó kêu thím lên dắt đường nít, thím đi lên thím lấy không có gì, chẳng có cái bọc. Ủa thì mình sao mà ở đây không ai, nhiều người kêu sao không ai kêu, kêu thím, kêu chú thím, hay là tại mình người ta biết mình hay dớt xác người đi? Ta nói là thím giảng á. À, người ta kêu thím lên dắt. Dạ. Thím lên thím dòm thấy nó như chỉ là hai con mắt này nó đã đổi màu, nó màu hơi xanh xanh. À, thím mười con nghe nói là thím mười đã từng vớt hai cái xác hài nhi là em bé đó. Nhưng mà một cái câu chuyện đợt rồi thì mình chỉ có kể đến một cái tên là kêu bằng BM là rất là lên đứng để về chữa bệnh cứu người. Còn cái em bé thứ hai thì sao thím mười? Con nhỏ này nó ở trần ở chuồng, là gái thím mười, gái. À, nó ở trần ở chuồng mà cái ruột của nó hàng dài một khúc, bây dài là dài luôn, là nó mới cắt rúng hay gì vậy hả? Là không, là ruột làm như là xanh xuống sông ấy. À, còn một khúc ruột bây dài mà nó dính vô cái đống chà tre. Ồ, lớn gì, lôi cái đứa bé lại chỗ cái chà tre. Trời. Rồi thằng Tinh á, con của Mỹ Châu á, dạ, nó mới chạy xuống nó kêu thím. Là lúc đó ông Mười còn sống. Ờ, lúc đó chú Mười năm 2013 nè. À, vậy là mới đây. Mới 2013 được đâu khoảng chừng gần một tháng ông chết. Nó xuống nó kêu thím lên dắt đường nít, thím đi lên, thím lấy không có gì, chẳng có cái bọc. Ủa thì mình sao mà ở đây không ai, nhiều người kêu sao không ai kêu, kêu thím, kêu chú thím, hay là tại mình người ta biết mình hay dớt xác người đi? Ta nói là thím giảng á. À, người ta kêu thím lên dớt. Dạ. Thím lên thím dòm thấy nó như chỉ là hai con mắt này nó đã đổi màu, nó màu hơi xanh xanh, xanh mà nó hôi chứ không có được như cái thằng kia. Dạ, chắc rất lâu rồi, chắc cũng cỡ một ngày một đêm. Dạ. Nó hôi, cái thím mới lấy cái bọc thím đem về, thím lấy giải, thím mới gói nó lại. Thím tính là ngang nhà thím ở sau hè nó cây quá, thành ra ngang sợ rễ cây nó ăn vô mình nó tội nghiệp. Dạ. Thím mới đem sang bên cái miếng đất của ông Tám Đại ở bên cái bờ mương, cái chỗ đó nó không có cây. Dạ, chỗ trống đó. Chôn cái thằng chín lát á. Chính lát ở trên này ha. Ừ. Chồng của con à, nó mới nhìn thím ở chỗ nào không biết. Nó mới thấy thím chuồng ở đó, nó mới vô cái sòng bài đó. À, nó cũng mê bài ha. Nó vô cái sòng bài đó, nó nói là bà Mười Chương á. Bà vớt đương nít, bà chôn ở ngoài hè chỗ đó. Nó chỉ đàng hoàng. Mà trong khi á, thím sợ là ngang rễ cây thím chôn nhờ chỗ đó nó chống. Dạ. Yeah. Khỏi tội nghiệp nó. Ai về đâu thằng chín lát nó đi nó vào sòng bài nói đây. Cái thằng Út Hiệp á. Dạ. Yeah. Nó mới đi nó kiếm đất mới. Nó thấy cái chỗ đất mới, cái nó đi nó thọt với cái thằng Thương. À. Yeah. Thằng Thương thì đất của ông ngoại nó. Ở đất ngoài nó. Ừ. Nó mới nói thím ạ, giờ bà móc lên đi, chứ tôi không có cho bà chôn ở đây. Dạ. Rồi nó nói với cái thằng kịch làm cái miếng đất này, nó nói là nha, thằng băng của thằng này nói là nếu mà chôn ở đây thì bằng đêm á, nó đi bơm nước nó không dám đi, sợ nó phá, chọc phá rồi ha. Ừ. Nhưng mà nít mà có gì đâu, nít mà làm gì phá. Dạ. Ha. Ta chôn ngày hôm trước, ngày hôm sau nữa rồi nó bắt ta móc lên. Dạ. Ta móc lên, ta đem về nhà ta chôn. Ta mới nói, ông mới đặt tên nó là Trần Kim Huệ. Trần Kim Huệ. À, bè ta thím mới nói vậy nè, má
vớt mày, tao cũng nhận mày làm con đi. Ông đặt tên cho mày là Trần Kim Huệ thì mày đổ cho tao đi. Bây giờ người ta làm như vậy cũng tội nghiệp cho mày. Dạ. Thì thôi bây giờ con cũng gán đi. Bắt má móc mày lên như thế này á, tao cũng mệt lắm chứ. Dạ. Mà nó hôi dữ lắm rồi. Trong tới trong lui thì cũng tội nghiệp nó. Mà nó hôi nữa. Dạ. Cái thím mới đem nó về thím chôn đó. Mấy người này á hả, có nên thân nên hình. Dạ. Đó. Không có nên thân nên hình. Bây giờ cái Trần Kim Huệ đó vẫn chôn ở sau hè. Ở sau hè nhà thím nha. Dạ. Mà những cái người mà nghe bắt thím lấy lên hoặc là chỉ chọc đó. Dạ. Con thấy. Nhưng mà cái lý do là không phải là mình muốn chôn đất người ta, tại vì ở nhà mình là đất nó cây. Nó rễ cây với sát hè luôn rồi. Rễ cây nhiều quá. Sợ là nó mọc rễ vô trong cái thân hình của đứa nhỏ tội nghiệp. Dạ. Thành ra đi chôn nhờ người ta mà người ta bắt thêm phải móc lên. Rồi bé gái sau này nó có về không, cái mà có về không. Như Bi lúc trước không? Không, tại vì ổng chết rồi. Lúc đó ổng chết rồi. Ổng 2013 mới vớt. Có nghĩa là mới vớt mấy tháng là ổng mất. Chưa được 2 tháng đâu. Chưa được 2 tháng là ổng mất. Ổng nói vậy nè. Bà chôn lại chỗ đó được rồi đó bà. Ổng nói gì nha. Bà chôn con nhỏ này ở chỗ đó được rồi đó. Tại vì người ta không có cho mình chôn nhờ nhà người ta. Yeah. Bây giờ bà đem nó về, bà chôn gì được rồi. Yeah. Thím cũng lấy một cái miếng dán bị dài này thím kê lên đặng thím chôn nó đàng hoàng, đặng cho nó khỏi xuống đất. Dạ. Đó. Thím nói tôi chôn gì được không anh? Ông nói bà chôn gì được rồi. Tôi không có làm được, bà chôn gì được rồi. Má nghe con nhất. Tại vì quay lên trên TV đấy em. Dạ. Thím không có nói nhiều. Dạ. Con thấy lại xong bài nói có tốt làm gì. Dạ. Thì là... Nhưng đó là con hiểu đấy gì. Dạ. Thì quý vị khán giả thì cũng thông cảm ở đây nhiều cái chi tiết tới vậy thì cũng không có kể rõ hơn cho quý vị nghe được. Còn một người mà đi kiếm đất mới. Dạ. Cái có nhiều người đã không hiểu cái từ thím mười nói kiếm đất mới là. Người ta đi kiếm đất mới là cái mã thím mới chôn nhờ đó. Dạ. Đặng bắt móc lên. Thấy cái dấu đồ mới là biết chỗ đó cho có chôn. Là chôn người ta rồi đó. Dạ, là để người ta lại ta kêu mình móc lên. Bắt móc lên. Nhưng mà cái người này á hả? Sau chưa được một năm sau thì không còn đất đai đem. Dạ. Cho mướn hết. Thấy cũng tội mình đất nhiều thì chôn đứa bé thì cũng có nhầm gì. Không cho. Không cho chôn. Mà công nhận cái con nhỏ này nó làm hay thật trời. Dạ. Nó linh thật trời. Linh sao thì mời kể cho quý vị khán giả với nó con linh, được biết. Nó linh là con thấy thằng đó nó ở tù đó. Mấy cái vụ đó hả? Thì mấy cái vụ mà bài bạc đồ này đó thì nó cũng linh nghiệm phần nào thôi, còn nó không có về mà như thằng Bi trước. Không có về như thằng kia. Dạ. Nhưng mà coi như là khuất mặt khuất mày á, làm cho mình không thấy. Dạ. Đó. Rồi người đi kiếm đất mới này có con gì đó. Dạ. Dạ chẳng còn. Rồi bây giờ thím mười có giấy cúng cơm đồ ăn cơm đồ có kêu giống như Bi được trước không? Thím cũng kêu nó đó mà không thấy nó gì. Không thấy à? Mà có đều cái thằng lớn thì trong khi mình ngủ mình còn thấy nó. Dạ. Con nhỏ này thì thấy nó mờ mờ không chứ không có thấy rõ như thằng kia. Dạ. Thằng kia thím nằm thím chim bao thấy nó nha, nó gì nha, đẹp trai lắm. Còn cái con nhỏ này thấy nó mờ mờ thôi, không thấy rõ ràng. Tại không do lúc xuống sông bị rớt xuống sông. Người chắc người ta xanh rồi bị lọt hay sao? Không, cái kiểu này chắc đi xuống sông đẻ thí hay gì.
bởi vì nên nó còn khúc ruột bị dai mà nó dính vô nó trôi đó. Dạ. Rồi nó dướng chà che nó mới tấp lại đằng ở cái nhà sàn của Mỹ Châu lúc đó. Dạ. Bởi vì nên qua hai con mắt của nó chuyển sang cái màu hơi xanh xanh mà đẹp gái lắm nghe. Do sóng đánh đồ này nọ nó mà chưa có gã nghe. Nó mới nó chỉ nó hơi hôi thôi. Dạ. Nhưng mà đẹp chà gái lắm. Dạ. Mặt tròn ổn mắt cũng tội là đẻ không rồi đâu vậy sao ở chân ở chung sao mà đẻ cái gớt luôn ra vậy? Còn nguyên khúc ruột mà đâu đã cách nhau đâu à, cách gũng đâu thì còn nguyên hết mà đều không mất cái nhau dính đâu mất cái nhau còn à, còn dây gúng còn dây gúng với ruột à, ruột dài dài bị dài đó là tới trên đó mà người ta biết mình dạng người ta đi xuống đây kêu là kêu kêu đang đi xuống dốc đi lên dốc đứng nít thí dụ bây giờ mà có nữa đó mình nói xui có nữa là người ta có nhờ đến 10 dốc thì mình cũng có dốc nữa không trời ơi trời thím đâu có sợ dốc thì không có chỗ thì cũng vẫn tiếp tục đem về thằng Bi Anh nó nói gì nè. Dạ. Từ nay sắp tới á mà có dốc người ta nữa đấy má đem sang nhà thờ má chôn đi má đứng chôn cho mẹ. Mà từ lúc đó tới giờ không thấy ai mà trôi nổi ở dưới sông. Dạ. Mà đều thấy con nhỏ đó tội nghiệp. Thằng này á thì nó người ta bó lại. Ừ, còn được ấm áp chút xíu. Mà đi về tới đây á thì thím lấy cái khăn chằn tắm á, thím lấy cái dầm thím đẻ lên trên bụng cho nó. Đặng về. Tại vì bà nội ta bà cắt cái dây ra rồi. Dạ. Thành ra sóng tàu quấn thì xúc ra. Nó phải xúc cả khăn chằn tắm luôn. Dạ. Rồi cái nón ở trên đầu á thím lấy ra mà thím để lên bụng nó luôn. Mà công nhận thằng nhỏ đẹp trai trời mà mập bự. Là cái xác con bé trai BM. Đặt trước là đặt tên BM. À. Còn đằng sau bé gái là thím đặt tên là Trần Kim Huệ. Trần Kim Huệ. Thì cũng thứ 10 đây cũng hai lần vớt xác trẻ em dưới sông nè quý vị nhá. Thì ở đây thì cái sông thì mùa nước ở ngoài kia nó chảy vô rất là xiết thì thường không biết cái cơ duyên nào mà thứ 10 đây vớt được hai cái xác như vậy. Thì thím vớt xong thì cũng đều đem về nhà mai táng chôn cất đồ đàng hoàng, nhưng mà có cái xác của bé gái thì do rễ cây ở sau nhà chặt quá đó, nãy thứ 10 có kể. À, không có chôn được mới chôn nhờ bên kia, nhưng mà do nhà đất của người ta mà quý vị thì người ta không có cho mình chôn. Thì cái chuyện linh ứng thì nãy giờ mình không có nói kêu tên đồ này nọ, thì cái video hôm nay thì cũng xin kết thúc tại đây. Có câu chuyện nào hay vui mới và kỳ bí ẩn này thì nông dân miền Tây Vlog sẽ kể thêm cho quý vị và khán giả cùng các bạn nghe. Thì tới đây mình cũng xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà vào clip tiếp theo nha. Chào tạm biệt cả nhà.